Hi, xin chào mọi người, mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Có bao giờ các bạn tự nhắc bản thân mình phải nạp thêm nhiều từ vựng tiếng Anh để làm tốt bài tập ở trên trường và sử dụng tiếng Anh hàng ngày tốt hơn chưa? Nhưng mà khi mà các bạn bắt tay vào việc học ấy, thì các bạn lại nhanh quên và học nhiều một lần ấy, thì lại nhanh nhớ và nhanh quên và không ôn lại ấy. Nhiều lúc mường tượng lại thì các bạn không thể nhớ nổi từ đó, có nghĩa là biết từ đó nhưng mà không thể nhớ nổi nghĩa của nó là gì, đúng không? Mình cũng đã từng trải qua giai đoạn như các bạn nên mình hiểu rất rõ cảm giác của các bạn, nên mình yêu các bạn nhiều lắm. Vì từ vựng rất là khó để ghi nhớ nên trước đây mình đã học qua nhiều phương pháp và thử rất là nhiều phương pháp nhưng mà không đem lại việc hiệu quả ấy, có nghĩa là không đem lại hiệu quả. Sau khoảng thời gian đó thì mình biết đến một phương pháp là Spaced Repetition. Đây là một phương pháp hiệu quả giúp cho việc học từ vựng của các bạn dễ như chơi mà còn giúp cho các bạn có thể áp dụng ghi nhớ rất là nhiều thứ nữa. Không những ngoài tiếng Anh mà các môn khác cũng vậy. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái thành phần ở phía dưới để các bạn có thể tiện theo dõi những cái phần mà mình sẽ list ra từng một phần một ấy. Nhưng mình sẽ hy vọng là các bạn sẽ xem hết video của mình để xem quá trình mình chia sẻ học từ vựng. Và bên dưới video mình sẽ bật mí một vài tip để lấy lại động lực nhanh chóng khi các bạn chán nản và bỏ cuộc. Vậy nên hãy xem hết video nha. Với câu chuyện học từ vựng của mình thì như mọi người đều biết, ở mỗi cấp học bạn sẽ học thêm một lượng từ vựng lớn. Và bản chất của việc học tiếng Anh đó là quá trình chúng ta lấp đi từ vựng và ngữ pháp vào chiếc túi ba gang của mình. Từ hai nguyên liệu đó thì chúng ta xào nấu, nướng để xây dựng một nền tảng chắc chắn để cho việc phát triển tốt tất cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Hồi đi học ấy thì mình chưa bao giờ từng gặp khó khăn trong việc học ngữ pháp. À, thời gian đầu thì có, nhưng mà sau này khi mà các bạn chăm chỉ ấy, làm bài tập thì phần đó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Nhưng ngược lại, khi mà các bạn học từ vựng thì càng học càng có thấy quá nhiều từ mình phải học và nhiều lúc thì các bạn không thể nhớ hết nổi được. Mình thì học theo cách truyền thống là ghi một list từ vựng lên giấy nháp, xong đó vừa viết vừa đọc lại và nhớ thôi. Nhưng mà cứ tưởng rằng là các bạn có thể ghi nhớ được chúng vào đầu, nhưng mà lâu lâu các bạn ôn lại thì các bạn sẽ bị quên đi rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao khi mà các bạn học ấy thì các bạn ôn lại ấy thì nó chỉ là những cái từ vựng đó nó vào ở kiến thức tạm thời thôi. Nếu mà lâu sau mà các bạn nhắc lại ấy, thì những cái phần ở ký ức tạm thời nó sẽ hầu như là mất đi và nó chỉ còn sót lại một ít thôi. Thì phương pháp của mình ngày hôm nay mình chia sẻ đó là phương pháp Spaced Repetition, là một phương pháp chia sẻ cho các bạn khắc phục hoàn toàn vấn đề này và giúp cho các bạn ghi nhớ hiệu quả hơn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ phương pháp Spaced Repetition. Và trước hết thì các bạn nhìn vào hình ở dưới đây. Đây là một cái đường cong lãng quên ấy. Và nhìn vào hình thì đây là biểu đồ đường cong lãng quên của nhà tâm lý học người Đức Hermes Ebbinghaus, là thể hiện rằng những thứ mà các bạn nạp vào ấy, theo thời gian thì nó sẽ quên dần đi. Chẳng hạn như 24 giờ, ví dụ như là ngày hôm nay các bạn học qua ngày mai, thì nếu mà như các bạn không ôn lại hoặc là không nhắc lại ấy, thì những cái mà các bạn học ấy, nó sẽ quên đi khoảng 70% những gì mà các bạn đã học. Nếu mà các bạn không ôn luyện lại ấy, thì sau một khoảng thời gian dài thì các bạn sẽ không còn nhớ nữa. Phương pháp Spaced Repetition mục tiêu là làm gián đoạn những đường cong lãng quên và quá trình êm đi kiến thức diễn ra chậm hơn. Sau nhiều lần nhắc nhở ôn tập lại ấy, thì não của các bạn nhận định đó là điều quan trọng và chuyển nó vào vùng ký ức dài hạn, và bạn sẽ ghi nhớ nó lâu hơn về sau. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn học bài, ngày mai các bạn học bài của ngày mai và ôn lại của ngày hôm qua, thì cứ như vậy thì các bạn ôn luyện như vậy thì kiến thức của các bạn sẽ chắc hơn rất là nhiều nha. Áp dụng phương pháp Spaced Repetition vào hệ thống Nainer trong việc học từ vựng thì bạn có thể bắt đầu với những tấm thẻ flashcard như thế này. Những chiếc hộp sẽ thể hiện mức độ ghi nhớ của các bạn ở các từ vựng ở trong đó, xếp dần vào từ hộp chứa những cái từ chưa nhớ đến nhớ sâu. Sau có những khoảng thời gian tốt nhất để bạn có thể ôn tập lại các từ vựng đã học, và lúc sau khi đã học được một khoảng thời gian đồng thời trước khi mà bạn quên chúng hoàn toàn, như vậy thì hiệu quả sẽ nhớ là tốt nhất. Cái khó ở đây ấy là việc mà các bạn học thủ công thì các bạn phải sắp xếp thời gian để ôn tập lại chúng. Nó có thể có hiệu quả khi số lượng từ vựng của các bạn ở mức vài trăm từ đổ xuống, có nghĩa là dưới 100 hoặc là mấy trăm từ đổ xuống. Nhưng với việc mục tiêu mà nhớ hàng ngàn từ mà các bạn sử dụng việc flashcard thủ công thì sẽ khá là phiền toái và mất nhiều thời gian của các bạn. Và các bạn phải tính toán khoảng thời gian ôn tập ấy. Chưa kể lại trong trường hợp mà các bạn cố tình làm lơ đi việc học
và nó quá mất công ấy, với lại không phải lúc nào chúng mình cũng mang theo flashcard bên mình đúng không? Nên để hạn chế việc đó thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một ứng dụng. Và cái hay của cái ứng dụng này, nó có cái phương pháp, nó vận dụng cái phương pháp Space Repetition và Linear System vào để giải quyết những vấn đề gặp phải khi mà mình áp dụng nó một cách thủ công ấy. App sẽ giúp các bạn ghi nhớ từ vựng trong thời gian ngắn và lại có cảm giác là vừa học vừa chơi, không hề áp lực khó khăn gì. Các bạn nhớ bấm vào hoặc là kiếm app Mochi Mochi trên App Store hay là CH Play rồi trải nghiệm thử nha. Hãy cùng Mochi Mochi nhé. Một ưu điểm mà các bạn có thể thấy khi mà các bạn sử dụng app ở trên điện thoại đó là sự gọn nhẹ, tiện để mang đi mang lại và học ở bất cứ đâu mà các bạn muốn. Học từ vựng không bắt buộc là các bạn phải ngồi ở bàn giấy, cày cuốc, và chỉ cần tận dụng một khoảng thời gian ngắn ở trong ngày các bạn có thể thêm một lần ôn tập rồi. Như mình có chia sẻ là sẽ có những khoảng thời điểm mà các bạn phải ôn tập để cho khi ghi nhớ cái từ vựng của các bạn tốt nhất ấy. Ở Mochi Mochi thì thời điểm này gọi là thời điểm vàng, và bạn sẽ không cần phải tự tính hay là đặt lịch ôn tập trên điện thoại, mà Mochi Mochi sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn chỉ cần học từ vựng ở trên app, sau đó chờ đồng hồ đếm ngược đến thời điểm vàng. Thời gian chờ này thì app sẽ tính chính xác dựa trên lịch sử và những lần mà bạn đã học, và những lần ôn tập trả lời đúng hoặc sai, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm là nó chính xác hơn là mình tự đoán mò rất là nhiều. Nếu mà các bạn sợ mình mãi làm việc khác và quên đi những lúc mà các bạn học từ vựng ấy, đặc biệt là những lúc lỡ mất thời điểm vàng để ôn tập, thì đừng có lo, Mochi Mochi sẽ gửi đến cho bạn một thông báo nhắc: đến giờ rồi và học thôi, như thế này này. Đến giờ rồi và học thôi. Nó cũng sẽ cho bạn biết là các bạn cần phải ôn bao nhiêu từ vựng trong lần ôn tập đó, và bạn sẽ không phải học quá nhiều một lít từ vựng rất là dài dằng dặc đâu, nên là chỉ cần một vài phút để hoàn thành cái phần ôn tập thôi. Vì thế nếu có tiếng tinh một phát thì các bạn mở lên thông báo lên và ôn tập ngay nhé. Vì một ước mơ có thể nghe nhạc này, vì một ước mơ có thể xem phim này, giao tiếp này, đọc văn và dịch, cảm giác như mình cười lên một chút đúng không? Việc học sẽ thú vị hơn với những chip flashcard được tích hợp với hình ảnh minh họa cho ý nghĩa của từ ở trên đó. Và bạn nào mà có khả năng ghi nhớ về hình ảnh tốt ấy, thì nó sẽ là một công cụ cực kỳ tốt khi mà các bạn học từ vựng. Ngoài ra thì còn audio phát âm giọng của người bản địa thì giúp cho các bạn tư duy học nó chính xác ngay từ đầu. Và sau này khi mà các bạn muốn tập trung phát triển kỹ năng speaking ấy, thì sẽ dễ dàng hơn, và nó phù hợp với những bạn nào có ghi nhớ về âm thanh ấy. Tiện lợi ở đây ấy là không phải lúc nào chúng ta cũng mang hàng nghìn tấm flashcard bên mình và học mọi lúc mọi nơi. Nhưng với chiếc điện thoại ấy, thì các bạn có thể làm điều đó cực kỳ đơn giản: mang điện thoại mọi lúc và học Mochi mọi nơi. Mochi Mochi có một kho từ vựng trong app với hơn 5.000 từ vựng và được chia thành 10 khóa học khác nhau. Mỗi từ vựng là một tấm thẻ flashcard. Giả dụ nếu như bạn học theo cách thủ công như trước kia thì mất rất nhiều thời gian để có thể làm xong và học thuộc hết tất cả hàng ngàn từ vựng như vậy, đúng không? Tiếp theo của video thì mình sẽ bật mí cho các bạn một vài bí kíp lấy lại động lực mà khi mà các bạn cảm thấy mệt mỏi và nên nói ý định muốn từ bỏ nhé. Đầu tiên là hãy khi mà cảm thấy bản thân của mình áp lực quá thì hãy dành thời gian cho bản thân. Thì nếu mà căng thẳng quá thì cũng là lúc mà các bạn thấy mệt mỏi ấy, thì các bạn hãy nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem phim. Và cái điều thứ hai đó là ghi nhận bản thân. Đừng chỉ nhìn vào những điều mà bản thân mình chưa làm được và quên đi những điều bản thân mình đã làm được rồi. Nói chung là các bạn hãy cứ cố gắng, đừng có ép quá bản thân mình. Mỗi ngày hãy cứ từ từ, từng bước một, thì sau một khoảng thời gian các bạn nhìn lại, các bạn thấy mình rất là cừ. Và hãy nhìn lại mục tiêu. Nếu như các bạn chưa có mục tiêu thì hãy đặt mục tiêu cho mình. Lý do tại vì sao? Nếu mà các bạn không có mục tiêu thì các bạn sẽ không có động lực. Chỉ cần các bạn có mục tiêu thì các bạn sẽ có động lực làm tất cả những gì mà các bạn muốn. Thứ tư đó là các bạn tập thể dục. Tập thể dục giúp giải tỏa những cái năng lượng tiêu cực để nạp những năng lượng tích cực vào cho cơ thể của các bạn. Cuối cùng đó là hãy cười rất là nhiều và xem phim hài. Đó là giúp cho các bạn thoải mái, kinh khủng luôn. Và hãy áp dụng những cái cách mà mình chia sẻ nhé, thì sẽ giúp cho các bạn tinh thần lạc quan, vui vẻ để chiến đấu, để gặt hái những mục tiêu của các bạn. Nhớ like và subscribe để ủng hộ channel mình nhé.